tôi đang trên đường đi tới phòng khám của bác sĩ thú y, mà trước khi tới thì điện thoại trước cho các phòng khám coi chỗ nào có thể triệt sản sớm nhất thì mình tới. Và mình đã liên hệ được với bác sĩ chuẩn. Cái nón bảo hiểm đi xe hơi mà không quên đem theo nó, tại vì lỡ mà có say sóng thì đi sao không đa. Chứ tôi kỹ đi xe hơi lắm bà con ơi, bây giờ toàn đi kén người nhà không à. Cái trường hợp bất đắc dĩ này là phải đi xe hơi, chứ tôi khóa đi xe Honda hơn. Tôi cầm con Miu, thằng ô tô thì nó cầm con nồi dẻ. Bữa nay tôi qua đi học rồi, do đó em có nó đi thế. Rồi có nguyên con chó bự chà bá luôn, quá chà bự. Cái thằng nhóc này nó cực kỳ là khoái mèo luôn, nó cứ giành sách nồi dẻ hoài luôn á bà con. Đỡ, mình khỏe. Rồi vừa đem vô thì bác sĩ chuẩn sẽ triệt sản cho con Miu, rồi chích ngừa cho nồi dẻ luôn. Mà chích ngừa thì nó rất là mau, thế là nói với bác sĩ chích ngừa cho nồi dẻ trước. Trong khi chờ đợi con Miu triệt sản thì chở con nồi dẻ đi ăn đi uống đồ. Rồi mình sẽ đứng ở ngoài chờ đợi con nồi dẻ chích ngừa xong. Chó đâu bự ghê trời. Trong khi chờ đợi thấy cái giỏ mini này rất là thích hợp cho nồi dẻ, thế là mua một cái cho nó. Nhỏ nhất trong đám luôn á bà con. Không ngờ tôi kiếm cái giỏ nhỏ hoài mà không thấy. Được chỗ này có nè. Ở trên mạng thì nhiều lắm mà muốn mua ở ngoài thôi. Trên mạng đợi lâu quá. Cái giỏ mèo là 280, rồi nồi dẻ chích ngừa là khoảng chừng 200 mấy gì đó, nói chung tổng cộng là 580. Có luôn một cuốn sổ chích ngừa nha. Ở trong này toàn là chứng minh chữ Thái không hà, mà có để ngày nè, 20 tháng 6, coi như cái ngày con nồi dẻ chích ngừa ngay cái ngày con Miu triệt sản. Rồi ngày 13 tháng 7. Ngày 13 tháng 7 đi chích tiếp. Nè. Hình như cái này chắc là cái liều chích quá. Nói chung cũng không rành nữa. Mà mình cũng không có nhớ nổi, nói chung là chích ngừa cho an toàn đi. Hình như là chích mấy mũi á, 3 mũi gì đó. Coi như lần đầu tiên tôi đem mèo đi chích ngừa đó. Chứ nuôi mấy chục con mèo là không có chích ngừa, chỉ có triệt sản với chích ngừa dại thôi. Nó duy nhất con nồi dẻ đầu tiên đi chích ngừa, do đó hơi bị bỡ ngỡ chút xíu. Mà người ta nói là mấy cái ngày đầu là nếu mà nó bỏ ăn hay nó có sốt nặng quá thì đem lại. Nhưng mà trường hợp này hiếm lắm. Thay liền cái giỏ cho nồi dẻ luôn nè. Nó cái giỏ cam nó bít quá, còn cái giỏ này có thể nhìn mây nhìn trời xe cộ đồ. Trong khi chờ đợi con Miu triệt sản thì đi ăn thôi. Đi kiếm cái gì đó ăn. Mới chích ngừa xong mà cái mặt của nó quạo. Trời ơi, nó chậm dầm ra mặt luôn kìa bà con ơi. Coi cái video này mới sực nhớ, gấp rút quá. Quất đại bộ đồ, mang lộn đôi dép của má tôi. Không nhận. Cái lúc bác sĩ chích ngừa cho nồi dẻ mình không có quay, tại vì ở trong phòng người ta đóng cửa lại. Mà nghe nói là nó dữ nghe. Như chị tôi thấy là nó xù lông với người ta đó, giả người ta đó nha bà con. Nồi dẻ đâu có dừa. Hồi nãy trên đường đi thì không có quậy đâu. Đưa vô cái ba lô mới là bắt đầu quậy nè. Hình như chích ngừa xong cái đau quá, cái quạo kìa bà con ơi. Có mấy cái lỗ nhỏ nhỏ này nè, thấy không? Mấy ba lô này ở chỗ nó có lỗ thông gió nhiều nha. Chứ mấy cái ba lô khác nó không có thông gió nhiều, nó ngập mèo dữ lắm luôn. Nè cái quán này nó mì cay ngon lắm nè. Không biết có cho đem mèo vô không nữa. Mà khỏi hỏi gì đâu, cứ đem vô đi. Người ta không cho thì mình đi chỗ khác. Ô tô lại đòi xách con nồi dẻ vô. Ừ mày xách đi. Người ta có đuổi đuổi mày chứ không có đuổi tao. Tao đã quê hơn. Công nhận cái miệng tôi linh dễ sợ. Chỗ đó phòng lạnh, không có cho mèo vô. Họ kêu thôi chị ơi để mèo trong xe được không? Thế là thôi, khó xử quá, mình đi quán khác. 102. Đi ra cái quán này đảm bảo cho mèo chó lợi xả láng luôn. Và đây là lần đầu tiên con nồi dẻ nó đi vô quán nhậu, quán lẩu. Thằng này siêng năng xách nồi dẻ quá, thế là hỏi nó thích ăn gì kêu đi con. Mày muốn ăn cái gì cứ kêu thoải mái đi. Mẹ mày trả tiền chứ không phải tao trả. Được. Đồ ăn chưa kịp đem ra thì bác sĩ điện thoại tới. Chị ơi đã triệt sản xong rồi. Trời sao mau dữ chị nè. Thế là mình đã hẹn lại bác sĩ. Thôi có chừng 40 phút hay là 1 tiếng gì chị lại chị lấy con Miu. Và đây là Miu vừa mới triệt sản xong. Coi kìa. Mặt nó lờ đờ cứ quay qua quay lại hoài luôn. Tính ra con này nó tỉnh nha. Chứ gặp mấy mèo khác giờ này chưa có tỉnh đâu. Giống chị Đại nha bà con. Không có ngủ gì thuốc mê. Đây. Cái xe toàn là giỏ mèo. Một cái giỏ đựng con Miu. Giỏ xanh đựng nồi dẻ. Ờ con nồi dẻ nó ăn uống dữ lắm nha bà con. Ăn xong cái nó vô giỏ nằm ngủ luôn rồi. Nó cái giỏ cam rồi giỏ đựng đồ của tôi. Tự lưa đồ hết trơn. Nói gì nói không lẽ sắm chiếc xe hơi để chở mèo chứ trời. Chứ mỗi lần đi toàn là nhờ anh nhờ chị nhờ ba chở không à. Rồi ô tô hộ tống con nồi dẻ vô tới nhà. Quỷ nãy khoái nồi dẻ ghê luôn á trời. 15g. Cái lúc mà người ta giao con Miu cho tôi á, người ta nói con Miu này nó nhát quá trời luôn. Nó thấy người ta nó nhảy muốn tung nóc với bà con. Cái đó người ta dặn là đem nó về khoan hả thả nó ra. Cứ để nó trong chuồng hay là trong giỏ đi. Đừng có cho nó chạy vòng vòng. Rồi thằng này chưa về nữa. Ba mày đợi mày ngoài kìa. Về đi. Trời ơi nó không chịu về bà con ơi. Đòi ở chơi với nồi dẻ kìa. Thế là mình phải vệ sinh cái chuồng cũ của nồi dẻ. Rồi đưa con Miu vô. Coi cái đầu con Miu nó cứ lắc qua lắc lại hoài mà không yên luôn á bà con. Nếu mà thả nó ra ngoài là nó sẽ đi loạn trọn. Đập chỗ này đập chỗ kia.
Tại vì hồi đó tôi có triệt sản cho mấy con mèo đực rồi tôi biết nha. Vừa mới tỉnh thuốc mê là đi loạn chọn. Con mèo cái cũng vậy. Thôi bỏ nó trong này cho tới khi nào nó tỉnh hẳn đi mới thả nó ra ngoài. Cái đầu lắc hoài luôn á. Nãy nó nhìn tôi không ra nha. Mới đầu nó nhìn tôi nó còn khè đó bà con. Rồi tôi mới kêu miêu miêu cái bắt đầu cái chớp con mắt. Kiểu như là yên tâm hơn. Rồi con quạo với đại ca cứ hửi hửi gì hoài à. Chắc nghe cái mùi thuốc. Mùi thuốc ở trong bệnh viện á. Trời ơi, về tới nhà cái mặt nó lanh hơn hẳn á. Thôi thôi không được rồi. Để nó trong nhà tù, tôi vừa bước ra thôi. Nó nhìn thấy anh em của nó, nhìn thấy cái nhà tù cũ. Bắt đầu nó muốn tung nóc chuồng nha bà con. Thế là mình đem nó ra ngoài chuồng bầy ngựa. Thì nó không dám tung. Nó kiểu như ở cái địa bàn, cái khu vực của nó. Cho nên nó muốn quậy nha. Ra đây là không có tung nóc chuồng nè. Ghê không? Ờ mà quên nữa. Người ta dặn tôi là ngày mai, ngày mốt phải chở đi cho nó chích hậu phẫu. Mà thiệt làm biến chở quá. Tôi hỏi người ta không chích được không. Thì người ta nói là phải chích cho nó mau lành hay là giảm đau gì đó. Mà hồi đó tôi triệt sản cho mấy con mèo cái nhà tôi là người ta dặn chích hậu phẫu là tôi không có chích. Con này tính hỏng chích luôn không biết sao. Mà để coi tình hình nha. Từ con chị đại, con nhọn, con dòi, triệt sản là không có chở đi chích hậu phẫu. Mà vẫn bình thường. Không biết con này thì cái trường hợp làm sao nữa. Ở những cái vị trí lạ thì nó không tìm cách tung nóc chuồng. Mà ở chỗ quen thuộc thì nó sẽ tung nóc chuồng. Con này nó quá trời ngược ngạo rồi. 40 phút sau cái mặt bắt đầu tỉnh tỉnh dần dần nha. Nó cái đầu bớt lắc rồi đó. Mà vẫn không có kiếm đường chạy nha bà con. Tại vì chỗ này lạ quá đâu biết đường nào đâu chạy. Còn đi vô nhà tù là nó sẽ tìm cách chạy ra sân vườn, chạy qua nhà cũ. Thế là phải để nó ngoài này cho nó bớt chạy lại nha. Chứ sẵn tiện tập cho nó làm quen với môi trường bên ngoài luôn. Chứ cái con này là không bao giờ tiếp xúc với người. Bởi vì mỗi khi mà cho nó gặp người lạ là nó lúng cuốn, nó quýnh dữ lắm. Nó chạy rồi nó tìm cách nó phóng. Gặp chủ mà nó còn sợ, nó huống chi gặp người lạ. Mà thôi sẵn cơ hội này cho ngoài này ngắm xe cộ chạy qua chạy lại đi mày. Cho dạ ăn chút. Còn con nòi dẻ vừa mới chích ngừa xong về tới nhà là nằm ngủ. Hồi nãy đưa nó vô quán ăn. Trời ơi cái giống gì nó cũng ăn hết. Ý là mới chích ngừa đó nha. Mà ăn quá trời bạo đi. Mà cái lúc nó ăn thì tôi đã cắt bớt video rồi. Tại vì dài quá. Tí xíu sẽ đăng ở bên kênh Khế Idol. Đó đó bà con coi đó. Cho ở ngoài chuồng thì nó nằm yên. Tại vì nó không biết chỗ chạy. Mà khi cho nó vô trong này là kiếm chỗ chạy liền. Có gì? Phải cho ở ngoài thôi. Mà con này vô đây nè. Cho vô nhà tù cũng kiếm chỗ chạy, kiếm chỗ phóng. Vậy là đâu có được. Để nước vô uống chút xíu. Giờ chưa có cho ăn được đâu. Coi coi nó khều mẹ nó kìa. Ở đây cậy chuồng mà vô nhà tù cũng cậy chuồng. Mà nếu cho trong tù sợ nó kiếm chỗ không. Ở đó 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 không được không được. Thôi thôi. Mình sẽ cho nó ra ngoài. Ra ngoài nhà kho. Để cho nó bình tĩnh bớt bớt chút xíu mới cho nó vô đây nha. Ngầu. Nó hửi con miêu có mùi lạ quá. Con này khều móc quá trời. Bây giờ sao? Giờ cho mày vô trong nhà tù để coi mày có chịu ngồi yên không? Mày mà không ngồi yên là cho mày ra bên ngoài cái chuồng kia. Đó, để yên ở đó. Rồi mình đi ra coi sao nha. Nó vẫn kiếm đường nhảy ra. Chưa có thả được đâu. Tại vì bây giờ cái đầu óc của nó không tỉnh táo á. Thả nó ra thì nó sẽ đi chỗ này đi chỗ kia. Cái vết thương tét ra thêm. Con này nó khá là quậy và khá là nhát. Mày mà còn quậy nữa là cho mày qua anh kia đó. Cái tụi này sao nhiều chuyện quá vậy. Ra ngoài coi. Rồi mình ra ngoài rồi theo dõi camera. Mà quên còn nữa. Một vấn đề cuối cùng mọi người rất muốn biết. Chi phí triệt sản con miêu là bao nhiêu. Tôi nhớ là 500 thì phải. Tại vì tôi còn mua thêm một ít đồ nữa. Hình như chi phí là cái chừng 500 đó. Mà cũng ok nha. Hồi đó triệt sản con ngầu là 400 mấy. Mà con ngầu nó nhẹ hơn con miêu. Thường triệt sản là người ta sẽ cân theo ký. Mà con miêu nó nặng hơn mẹ nó nhiều. Giá này cũng được đó bà con. Ủa gọi anh quỷ đại ca leo đó làm gì trời. Mà thôi. Mệt rồi. Hôm nay một công hai việc. Vừa triệt sản cho miêu, vừa chích ngừa cho nò dẻ. Và tôi đi ngủ đây.